phản ứng của Việt Nam Kun khi được Sơn Tùng duet? Xin chúc mừng cho Tùng vào ngày 5 tháng 5 này khi mà comeback trở lại với một sản phẩm âm nhạc thì sẽ thật thành công. Và ngày hôm qua thì khi mà Việt Nam Khương nhận được một cái thông báo rất là bất ngờ từ Sơn Tùng MTP đã duet với cả coi như là Việt Nam Khương ở trên TikTok thì Việt Nam Khương rất là hạnh phúc. Và ngày hôm qua thì món quà tiếp theo này. Và món quà tiếp theo cho Việt Nam Khương nha. Là hôm qua thì khi mà Nguyễn Trần Trung Quân thấy Việt Nam Khương rất xúc động thì Quân có quay lại một cái clip là Việt Nam Khương rất xúc động mà Quân gửi cho MTP, thì MTP có comment cho và khen là dễ thương nè. You to my heart, take your hand and be beside me. Make me a prisoner, 야 need me 워주자. Let's go.